Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 25 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Hưng Yên phấn đấu bàn giao hành lang tuyến 500 kV. Tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố. Suýt mất gần 300 triệu đồng vì cuộc gọi lừa đảo. Như chúng tôi đã đưa tin chiều ngày 24 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Hưng Yên với chủ đề phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có 17 ý kiến kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh gửi tới Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành. Các ý kiến tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính: thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, về vị trí việc làm, tổ chức bộ máy, về đề xuất chính sách, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế. Tất cả các đề xuất, ý kiến, kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban sở ngành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp trả lời, làm rõ những vấn đề mà phụ nữ trong tỉnh quan tâm. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các sở ngành đã trả lời đầy đủ, đúng trọng tâm, đồng thời biểu dương tinh thần dân chủ cởi mở, thẳng thắn của cán bộ hội viên phụ nữ tham gia đối thoại. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tập hợp ý kiến, trình Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu làm rõ những nội dung kiến nghị của cán bộ hội phụ nữ các cấp. Hội phụ nữ trong toàn thể các cấp ủy chúng ta tiếp tục quan tâm, phát huy cái vai trò của cán bộ hội, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, và đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Trước đây thì các cấp ủy chính quyền đã quan tâm đến phụ nữ từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ cho đến hỗ trợ để thoát nghèo, vượt nghèo, phụ nữ làm giàu. Tôi thấy rằng là các cơ chế chính sách chúng ta thực sự của Hưng Yên là đi vào đời sống xã hội rất tốt. Mà tới đây thì tiếp tục phát huy cái truyền thống này, và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái chủ trương là chăm lo đời sống cho người dân Hưng Yên chúng ta, trong đó có phụ nữ, để đảm bảo cái quyền lợi tốt hơn nữa. Đối với tổ chức hội phụ nữ các cấp trong tỉnh, cần chủ động bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động phong trào của hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Hội phụ nữ có thường xuyên tổng hợp các ý kiến, mà ngoài nghiên cứu ra chúng ta còn nghiên cứu các biện pháp để tổ chức thực hiện được tốt hơn trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí là chủ động bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp hội, để chúng ta tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm sao cho phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương được thường xuyên và bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng của hội viên chúng ta, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, mà đặc biệt là chúng ta là mục tiêu là xây dựng hội phụ nữ chúng ta thực sự là vững mạnh. Rất nhiều cái chúng ta phải đổi mới từ trách nhiệm, từ nhiệm vụ, từ cách nghĩ và cách làm. Hai đó là cơ chế chính sách thì phải đi vào tận người dân mới thấy đó là chính sách sống. Sáng nay tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên cao cấp cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 66 đồng chí là lãnh đạo các sở ngành thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quản lý. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 21 tuần, nội dung chương trình nghiên cứu học tập gồm gần 50 chuyên đề và chương trình nghiên cứu thực tế được ban hành theo quyết định của Học viện Hành chính Quốc gia. Đây là lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp đầu tiên được tổ chức tại Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Toàn nhấn mạnh việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý ở các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là một nhu cầu cấp thiết, cần và đủ đối với các công chức có chuyên môn nghiệp vụ cao nhất về một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức, địa phương, là những người có trách nhiệm tổ chức, chủ trì, tham mưu, tổng hợp và hoạch định chính sách chiến lược có tính vĩ mô theo ngành lĩnh vực địa phương,
tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chế độ, chính sách trong công tác lãnh đạo, điều hành của địa phương, đơn vị. Đồng chí yêu cầu Ban quản lý lớp học và đơn vị liên quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả với Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban quản lý đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh theo dõi, quản lý, duy trì lớp học bảo đảm đúng quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng đúng chương trình, tiến độ học tập đề ra. Các đồng chí học viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ quan điểm, học tập nâng cao trình độ, năng lực hoạt động công tác là nghĩa vụ, là trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là quyền lợi của cán bộ học viên. Xác định động cơ học tập, thái độ học tập, rèn luyện, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người cán bộ đảng viên, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học, nỗ lực nghiên cứu học tập, rèn luyện, củng cố nâng cao trình độ kiến thức, năng lực thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân để vận dụng phù hợp, có hiệu quả vào thực tiễn công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngày 24 tháng 5, Tổ giám sát số 1 và số 2, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2024. Tại các địa phương, dự tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên địa bàn thành phố có 46 điểm tập kết rác thải sinh hoạt, 100% số thôn xóm, khu dân cư có tổ đội vệ sinh môi trường và 100% số phường, nội thành được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên thực hiện việc quét, thu gom rác hàng ngày. Tuy vậy, vẫn còn có những hạn chế như nước thải của thành phố mới được thu gom, xử lý tại các phường khu vực trung tâm, còn lại nước thải các xã chưa được xử lý triệt để đã xả ra môi trường. Còn tình trạng tồn đọng rác thải ở một số nơi như ven đường giao thông, khu công cộng. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương đề nghị thành phố Hưng Yên nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, thực hiện tốt công tác truyền thông tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch thực hiện thu gom xử lý nước thải khu dân cư nông thôn. Trên địa bàn huyện Tiên Lữ, lượng rác thải khoảng 47 tấn một ngày đêm. Đến nay 100% số dự án đầu tư vào địa bàn huyện đều đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Khoảng trên 88% rác thải được thu gom, vận chuyển, xử lý. 40% rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp. Trên 55% số hộ dân đang thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. 80% số hộ chăn nuôi nông hộ đã đầu tư xây dựng và lắp đặt với tổng số trên 2.200 công trình hầm khí sinh học các loại để xử lý chất thải. Tuy nhiên, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của một số người dân còn hạn chế. Hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước sinh hoạt, nước mưa chảy tràn ở một số địa phương, khu dân cư còn thiếu hoặc hoạt động chưa hiệu quả. Phục vụ phát triển kinh tế và đi lại của nhân dân từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã đầu tư trên 2.200 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông. Trong đó, có trên 90 công trình được đầu tư nâng cấp cải tạo xây mới với gần 180 km, gồm 3 công trình đường tỉnh, 22 công trình đường đô thị, đường huyện, đường quy hoạch, 2 công trình đường liên xã, 3 công trình đường cầu và trên 60 công trình đường thôn xóm nội đồng. Kinh phí xây dựng chủ yếu từ hỗ trợ của cấp trên, trích từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và đóng góp của nhân dân. Các công trình được đầu tư xây dựng bằng bê tông hoặc trải asphalt đã và đang tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại và kết nối giữa các khu vực trong huyện và giữa huyện với các địa phương khác, góp phần thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Với quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng hành lang tuyến dự án đường dây truyền tải điện 500 kV từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến phố nối Hưng Yên, đến nay với sự nỗ lực của hai địa phương là huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đã hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đền bù tài sản trên đất và tái định cư. Hiện huyện Văn Lâm đã lắp đặt 100% số cột điện, trong đó hoàn thành 4 cột và 5 cột khác cơ bản hoàn thành. Với sự quyết tâm, Văn Lâm đã hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền các phương án hỗ trợ bồi thường cho 5 hộ dân có đất và tài sản trên đất. Trong đó đã trình hồ sơ đối với 3 hộ dân có nhà phải di chuyển để có hành lang đường điện an toàn. Tiến độ thi công đường dây 500 kV đã khẩn trương bởi đang trong mùa mưa bão, trong khi đó chỉ còn hơn 1 tháng nữa phải đóng điện. Đối với các hộ thuộc hành lang tuyến thì chúng tôi cũng rất là nhiều lần tuyên truyền vận động và làm việc với các hộ là sẽ cố gắng đến ngày 5 tháng 6 thì các hộ cũng sẽ di chuyển các cái phần tài sản trên cái nhà để ra khỏi cái khu vực của hành lang, đảm bảo cho cái tiến độ thi công. Bên cạnh việc 100% móng đã hoàn thành, thị xã Mỹ Hào đã lắp đặt 2 cột
trong đó có cột điện số 307 đã lắp đặt xong kết cấu thép, hoàn thành hồ sơ để chủ đầu tư hỗ trợ bồi thường đất nông nghiệp cho 21 vị trí đã xây dựng móng cọc. Thị xã Mỹ Hào đã trình các cấp có thẩm quyền 17 hồ sơ hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân có đất và tài sản trên đất, trong đó có 9 hộ có đất thổ cư với 4 hộ nằm trong diện có nhà tái định cư. Đáng chú ý là với hộ gia đình ông Thọ ở thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, do xây dựng nhà nhầm lô trên đất số 14, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Mỹ Hào tổ chức bàn giao lại lô 21 là thửa đất gia đình ông Thọ đã trúng thầu năm 2008. Ủy ban xã chúng tôi đã phối hợp với Ban Quản lý dự án làm việc với 5 hộ, đặc biệt với trường hợp hộ nhà ông Thọ thì chúng tôi đã họp để tuyên truyền vận động. Hộ nhà ông Thọ thì cũng nhất trí tháo dỡ và di dời để nhường lại mặt bằng cho bên thi công những dự án tuyến đường điện 500kV. Ngày 25 tháng 5 này là chúng tôi sẽ tổ chức hoàn thiện tất cả cái tuyến mặt bằng để bàn giao cho tuyến đường điện 500kV xong trên địa bàn xã Hòa Phong. Thời hạn chót để bàn giao hành lang tuyến đối với địa bàn thị xã Mỹ Hào cũng như huyện Văn Lâm là đảm bảo kế hoạch, qua đó đảm bảo an toàn khi đóng điện vào ngày 30 tháng 6 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm với hàng trăm người mắc, thậm chí có người tử vong. Trong đó có những vụ ngộ độc xuất phát từ thức ăn đường phố. Trước tình trạng này, để ngăn ngừa các vụ việc tương tự có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vừa qua Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đi lấy mẫu thực phẩm, tuyên truyền, nhắc nhở đối với một số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Chỉ một đoạn đường ngắn trước cổng trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên và Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, có tới hàng chục hàng quán ăn uống tự phát, hàng quán thì lụp sụp trên vỉa hè, không đeo khẩu trang găng tay khi chế biến thức ăn, không đăng ký cam kết với chính quyền địa phương về đảm bảo an toàn thực phẩm là điểm chung của những cơ sở này. Chẳng có chính quyền địa phương là họ đồng ý, dân mọi người ngồi thì chúng tôi cũng cứ ngồi thôi, gọi để kiếm mưu sinh hàng ngày thôi. Phường thì người ta cũng đến cũng nhắc nhở này, thì mình cũng nhận lời là mình sẽ kiểu cố gắng thôi. Thực ra để đảm bảo an toàn 100% tuyệt đối thì thực ra cái đấy chị không dám nhận, vì là những cái mình chỉ làm thôi nhưng mình không sản xuất ra. Lúc bán đông chị cũng đeo găng tay, bởi vì bọn chị đi cái kẹp đi gắt kia không phải bốc tay. Nhưng còn đâu bây giờ đeo khẩu trang thì nói chung là nhiều khi các cháu nói không nghe thấy. Sử dụng những thức ăn đường phố trước cổng trường, cháu cũng không hoàn toàn an tâm lắm ạ. Bố mẹ cháu nhắc nhở là cần phải cẩn trọng trước khi ăn bất cứ thứ gì. Đặc biệt là những thức ăn trước cổng trường là thường nó cũng không hoàn toàn là đảm bảo. Bán đồ ăn sáng trước cửa nhà riêng, ký cam kết với chính quyền địa phương có ý thức về an toàn thực phẩm cho chính mình và khách hàng, nhưng những chủ cơ sở này cũng chỉ đảm bảo được cho công đoạn do mình thực hiện. Còn sự an toàn của các nguyên liệu đầu vào thì phụ thuộc vào nơi cung cấp. Sự đảm bảo cũng chỉ là lời nói của người bán, không có căn cứ cụ thể nào. Lấy từ ở chợ của nhà hàng lớn, nhà hàng Trung Đức, nguồn thực phẩm ở chợ đầu và sản xuất cho các nhà hàng thịt lợn. Họ đảm bảo uy tín là bao năm nay họ mổ có lò lợn. Người ta cam kết là lợn sạch, còn lợn mà không đảm bảo mà lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc là họ không đưa. Theo cơ quan chuyên môn, kể cả khi có công đoạn đều đảm bảo nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm chéo trong khi thực hành chế biến thực phẩm. Nhất là trong điều kiện các cơ sở bán thức ăn đường phố khó có thể đảm bảo những vấn đề về nước sạch, che chắn côn trùng, sinh vật gây hại. Tỉnh đã có quyết định 29 ban hành 2019 thì về cái phân cấp của quản lý an toàn thực phẩm thì thức ăn đường phố là giao cho chính quyền địa phương của cấp xã trực tiếp quản lý, tất cả các quy định đã có hết rồi. Chính quyền địa phương tại cấp xã, phường, thị trấn phải nghiên cứu, giám sát, quản lý. Riêng thức ăn đường phố là phải bán ở vị trí cho phép. Thức ăn đường phố với sự tự phát, hạn chế về cơ sở vật chất, khó kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Với sự tiện lợi rẻ tiền và nhu cầu mưu sinh của nhiều người, thức ăn đường phố vẫn tồn tại. Bệnh từ miệng mà ra và mối nguy ngộ độc thực phẩm vẫn treo lơ lửng nếu như không có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương, ý thức, trách nhiệm của người bán cũng như sự hiểu biết, sự lựa chọn đúng đắn của người mua. Những người làm cha mẹ luôn kỳ vọng có một gia đình hạnh phúc, con cái mạnh khỏe và thành đạt, trở thành những người con ngoan, có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Song mọi sự mong mỏi, hy vọng chính đáng đó của một số thân nhân có người nghiện ma túy đã bị dập tắt khi con cái sa ngã vào con đường nghiện ma túy.
do ra hoàn cảnh gia đình đẩy cháu ra xa, bố cháu khó tính nên là cháu va vấp phải xã hội, cháu phải đi mất 19 năm, 4 tháng. Hiện giờ cháu mới được có 7 tháng thôi. Cháu chơi bời lang thang nên đâm ra cháu vấp vào cái đá. Cháu thì cũng đi bộ đội về, bây giờ thì về thì lấy vợ cho nó xong rồi nó đi theo bọn côn đồ ấy, nghiện ngập cũng kiệt quệ quá. Không còn hơi sức nữa, và tuổi thì tôi cũng gần 70 rồi. Mà bây giờ vẫn phải đi lao động thì muốn các cấp, các ngành ở trên trường học ở đây là quan tâm, là giúp đỡ, trước mắt giúp đỡ cháu, cho cháu khỏi nghiện, cho cháu hoàn lương để trở về với vợ con cháu và gia đình. Trẻ có hoàn cảnh có con bị nghiện là người mẹ hiểu sâu sắc nỗi khổ của gia đình, có người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội. Nhiều gia đình đã khó khăn lại có chồng con bị mắc nghiện ma túy, nên có ít của cải nào trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi. Thương con nhiều hơn là trách giận, không cam lòng nhìn con chết dần chết mòn bởi ma túy. Các bà mẹ có con mắc nghiện quyết tâm tìm mọi cách giúp con cai nghiện. Bằng tình yêu thương của người thân, các gia đình đã động viên chồng con đi cai nghiện. Em tự xin và tự nguyện để điều trị được một thời gian như thế rồi. Bây giờ em cảm thấy là người cơ thể nó khỏe rồi. Tư tưởng em thì thoải mái, suy nghĩ khác. Và suy nghĩ bây giờ về thì mục đích là cái suy nghĩ của em thì là làm sao để lo cho gia đình, lo cho con cái của mình. Ý thức được mức độ tính chất quan trọng trong việc con cái sa ngã và tệ nạn ma túy. Với sự giúp đỡ của các cơ quan tổ chức, nhiều gia đình cá nhân đã tự nguyện đưa con em mình nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Bây giờ gia đình nhà tôi có người con thế mà bước vào thì rất là đau khổ, mà rất là khổ, lo đêm lo ngày không ngủ được, ăn không yên, ngủ không yên. Thế thì từ ngày cháu được vào đây thì cháu rất là béo tốt mà khỏe mạnh. Ma túy kéo theo biết bao hệ lụy, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, kinh tế, vật chất, tinh thần của bản thân người nghiện, gia đình, cộng đồng và xã hội. Làm tan nát hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, lối sống và hành vi con người, thậm chí còn dẫn đến tử vong, đồng hành cùng với sự đói nghèo và có nguy cơ cao trở thành tội phạm. Mới đây, một phụ nữ ngoài 60 tuổi tại xã Minh Tân của huyện Phù Cử đã suýt mất tiền vì những cuộc gọi lạ qua điện thoại. Người này sau khi nghe các đối tượng hướng dẫn cách chuyển tiền đã đi rút 280 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng. May mắn đã được người nhà biết được và ngăn chặn kịp thời. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, bà Vũ Thị Định ở một mình cùng với cháu nhỏ tại thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, huyện Phù Cử, bỗng dưng liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi lạ lên đến hàng giờ của nhiều đối tượng tự nhận mình là cán bộ tòa án và bộ công an. Các đối tượng sau khi trình bày nội dung bà này có liên quan đến đường dây bao che hành vi buôn lậu của một nhóm đối tượng đã bị Bộ Công an bắt trên Hà Nội. Nếu muốn được cho qua hành vi này thì bà phải chuyển 280 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn Đình Tâm qua ngân hàng Bưu điện Liên Việt để được lo lót. Nếu không, Công an sẽ về bắt cả hai bà cháu. Không dừng lại ở đó, để tạo thêm lòng tin cho con mồi, các đối tượng yêu cầu bà này mở Zalo để gọi điện trực tiếp qua video. Do chỉ dùng điện thoại đen trắng 2G nên bà Định phải nhờ qua điện thoại có mạng 4G của cháu trai để các đối tượng gọi. Bà Định cho biết sau khi nghe cuộc điện thoại qua video với cái tên Nguyễn Thanh Tùng thì bà càng hoảng sợ và càng tin tưởng hơn khi đối tượng này có mặc đồng phục công an thật bằng nhiều chiêu thức thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là nắm được tâm lý sợ hãi của bà Định. Các đối tượng còn biết rất rõ về các thông tin cá nhân của bà này. Chứng minh thư này, nó biết cả số điện thoại này, nó biết cả cái số tiền gửi nữa, ở trong tín dụng nữa. Chiều tối 22, 3 giờ ra rút tiền, rút xong về để đi bắn cho nó cái tài khoản này này. Thế là về đến nhà chống ngực chống nàng, mặt thì cứ sấm đen vào. May mắn quá, hàng xóm thang bảo là thôi thế này là nó lừa rồi, để yên em gọi cho công an. Ít khi ra bên ngoài, cộng với hạn chế và hiểu biết, rất may mắn khi bà Định sau khi rút toàn bộ số tiền 280 triệu đồng mang đi ngân hàng gửi cho các đối tượng đã được người nhà biết và ngăn cản kịp thời. Thời gian qua đã có không ít các vụ việc lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác với những hình thức thủ đoạn lừa đảo trên, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và ngăn chặn kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.